Duy Mỹ, một cái tên có thể không quá nổi bật giữa những ngôi sao Sài Gòn đình đám, nhưng lại là một mảnh ghép không thể thiếu để làm nên thành công của ban tam ca sao băng nam đình đám. Sau năm 1975, Duy Mỹ gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, để lại đằng sau những câu hỏi chưa lời giải đáp. Đến ngay cả người vợ đầu của ông cũng là một dấu chấm hỏi. Bên cạnh đó, số phận giống nhau đến kinh ngạc giữa tam ca sao băng với nhóm Lê Minh Bằng cũng là một điều ít ai để ý. Hôm nay, hãy cùng Sài Gòn xa nhớ lần theo những dấu vết còn sót lại để khám phá cuộc đời đầy bí ẩn của nam ca sĩ. Có thể nói Duy Mỹ là một trong những tài năng trẻ đầy tiềm năng khi ông vừa sở hữu vẻ đẹp điển trai, vừa có giọng ca lôi cuốn và có khá nhiều cơ hội để trở nên nổi tiếng khi được diễn chung với các tên tuổi lớn. Thế nhưng sự nghiệp của ông lại như một ngôi sao lặng lẽ, ít được báo chí ưu ái, nên tất cả mọi thông tin về ông trở nên khan hiếm khi có quá ít người đưa tin. Có lẽ, so với những tên tuổi nổi bật như Phương Đại hay Thanh Phong hay những nghệ sĩ cùng thời nổi bật khác, thì Duy Mỹ ít nổi bật nhất nhưng lại sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc, không chạy theo danh vọng hay hào quang. Và cũng có thể một phần vì Duy Mỹ vốn là người kín tiếng, không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Người nghệ sĩ tài hoa Duy Mỹ như một ẩn số đầy mê hoặc. Không ai biết rõ ông sinh ra khi nào, quê quán ở đâu. Chỉ biết rằng từ thuở còn là nam sinh trường Nguyễn Đình Duy Mỹ Thoa, ông đã yêu âm nhạc ngoại quốc đang thịnh hành tại Việt Nam. Giai đoạn đầu thế kỷ 20, âm nhạc Việt Nam đã đón nhận làn sóng mạnh mẽ từ âm nhạc phương Tây. Các nhạc sĩ Việt Nam đã khéo léo chuyển ngữ những ca khúc này sang tiếng Việt, tạo nên một sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa Đông, Tây. Đến thập niên 1960, nhạc sĩ Phạm Duy nổi lên như một hiện tượng với khả năng chuyển ngữ tài tình, đưa những ca khúc quốc tế đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Chính trong bối cảnh âm nhạc đa dạng và sôi động này, Duy Mỹ đã tìm thấy niềm đam mê của mình. Những giai điệu ngoại quốc du dương, lời ca đầy cảm xúc đã khơi dậy trong ông tình yêu âm nhạc mãnh liệt, thôi thúc ông bước vào con đường nghệ thuật. Với tài năng được bộc lộ từ sớm, cùng chất giọng khỏe khoắn, rõ ràng, Duy Mỹ nhanh chóng chinh phục khán giả bằng những ca khúc ngoại quốc sôi động, hợp gu với trẻ thời bấy giờ. Hơn hết là ông có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh, lại thêm phong cách trình diễn cuốn hút, khiến Duy Mỹ trở thành thần tượng của biết bao thiếu nữ, khiến họ say mê và cuồng nhiệt. Mọi buổi diễn của Duy Mỹ đều được rất nhiều cô gái đến xem thần tượng. Có lẽ vì thế mà ông trở thành cái tên bảo chứng doanh thu cho các phòng trà và sân khấu đại nhạc hội dù truyền thông dành cho Duy Mỹ không lớn. Điều đặc biệt hơn cả, chính là khán giả rất thích nghe ông hát những ca khúc ngoại quốc chứ không thích nghe ông hát những bài hát quê hương. Điều này như chứng minh sức hút của ông rất hợp với lối trình diễn hiện đại. Nhờ vậy, ông được săn đón trong các phòng trà, đại hội. Các ông bầu luôn muốn Duy Mỹ góp mặt trong các show của mình. Năm 1962, chàng trai trẻ mang trong mình niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng đã được Thanh Phong rủ rê tham gia vào ban tam ca nam. Duy Mỹ đã không ngần ngại đồng ý. Tuy nhiên, trước cơ hội này, Duy Mỹ cũng không khỏi băn khoăn. Liệu giọng hát của cả ba có hòa quyện tốt với nhau không? Chính trong những khoảnh khắc đầy trăn trở đó, Duy Mỹ và hai người bạn đã tìm đến Nguyễn Đức, vị nhạc sĩ tài ba và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới âm nhạc lúc bấy giờ. Có lẽ họ đã nhận ra rằng, để có thể phát triển tài năng và đạt được thành công, họ cần sự dẫn dắt và chỉ bảo từ một người thầy giàu kinh nghiệm. Và nhạc sĩ Nguyễn Đức chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Dưới sự dìu dắt tận tâm và những lời khuyên quý báu của nhạc sĩ Nguyễn Đức, Duy Mỹ và hai người bạn đã miệt mài tập luyện, hòa quyện giọng hát của mình vào những giai điệu du dương. Không lâu sau, sao băng cái tên do chính nhạc sĩ Nguyễn Đức đặt, tượng trưng cho khát vọng tỏa sáng của ba chàng trai chính thức ra đời. Sân khấu đầu tiên của họ là Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương, nơi họ trình diễn những ca khúc đầu tiên như Đêm nguyện cầu, Những bước chân âm thầm, Thôi. Sự kết hợp ăn ý và giọng hát đầy cảm xúc của Duy Mỹ cùng hai người bạn đã nhanh chóng chinh phục khán giả. Chỉ sau hơn một năm, sao băng đã trở thành một hiện tượng âm nhạc được săn đón. Các hãng đĩa, đài phát thanh, truyền hình đều muốn có được sự góp mặt của họ. Có thể nói, tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Đức đã góp phần không nhỏ trong việc đưa sao băng đến gần hơn với công chúng và mở ra cánh cửa thành công cho Duy Mỹ. Thậm chí, danh tiếng của sao băng vượt ra khỏi biên giới quốc gia, lan tỏa khắp các nước Âu Á. Họ đã từng biểu diễn trên đệ thất Hạm đội Hoa Kỳ, một vinh dự lớn đối với bất kỳ nghệ sĩ nào.
Đối với Duy Mỹ, thành công đến quá nhanh chóng này vừa là niềm hạnh phúc, vừa là một thử thách. Băng Tam Ca Sao Băng thường xuyên thể hiện những sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng, bao gồm ba nhạc sĩ tài danh Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng. Nhóm nhạc sĩ này được thành lập vào năm 1966. Những giai điệu trữ tình, lãng mạn của bộ ba nhạc sĩ tài hoa như được Donny đóng giày cho giọng hát hòa quyện của ba chàng ca sĩ trẻ. Hợp trưa về các nhạc phẩm là thế, nhưng một chi tiết không nhiều người để ý là lời nguyền đồng cam cộng khổ giữa Tam Ca Sao Băng Nam và Lê Minh Bằng. Định mệnh đã đưa đẩy hai nhóm bộ ba tài năng này đến những ngã rẽ đầy bất ngờ và xót xa. Duy Mỹ và Minh Kỳ đã mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, làm ai cũng bàng hoàng. Anh Bằng và Phương Đại thì tìm đến chân trời mới ở Hoa Kỳ, mang theo những ước mơ và hoài bão. Còn lại Lê Dinh và Thanh Phong, họ chọn nước Pháp làm bến đỗ cuối cùng. Sự trùng hợp kỳ lạ này như một bản nhạc buồn không thể tránh khỏi của người nghệ sĩ thời xưa. Sau năm 1975, trên sân khấu vắng bóng của nam ca sĩ Duy Mỹ, có lẽ vì sự thay đổi của thời cuộc nên ông đã không còn thấy đam mê của mình nữa. Cuộc sống của ông cũng ít được biết đến, bởi lẽ ông vốn là người kín tiếng, không muốn được báo chí đưa tin quá nhiều. Cứ thế, tài năng Duy Mỹ như bị chôn vùi, khán giả vẫn luôn nhớ đến giọng hát của ông, nhưng dần dần tên tuổi ông như chìm vào quên lãng. Ông không biết trước được tương lai sẽ gian nan đến mức này, cho nên lúc còn trẻ khi mới dấn thân vào nghề nhiệt huyết của ông cháy bỏng. Duy Mỹ đã từng là một vũ công cùng Duy Thanh và Bạch Yến. Ông đã tạo nên vũ bộ Bạch Yến, một cơn gió lạ mang hơi thở Tây Ban Nha đến với Sài Gòn qua những điệu nhảy flamenco đầy mê hoặc. Ngoài ra, Duy Mỹ cũng từng là một nhà báo sắc sảo, với những bài bình luận sâu sắc trên tờ Kịch Ảnh vào những năm 1953 đến 1954. Từng có thời gian, nam ca sĩ đã công tác cùng phòng trà Tùng Lâm và Lễ Liễu trên đường Chi Lăng, Phú Nhuận, có lẽ vào khoảng năm 1961. Đây là một bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của ông, nơi ông có cơ hội được trình diễn cùng với Quế Kiệt, được mệnh danh là một trong thất hài đế và giọng ca Lễ Liễu. Bên cạnh việc đắm mình trong những giai điệu, Duy Mỹ còn thể hiện khả năng diễn xuất bất ngờ khi tham gia các vở kịch cùng Tùng Lâm và Bạch Lan Thành. Có thể đây là một cơ duyên tình cờ, cũng có thể là một phần trong kế hoạch phát triển sự nghiệp đa dạng của Duy Mỹ. Không chỉ là một ca sĩ tài năng, Duy Mỹ còn là một nghệ sĩ đa tài, một vũ công uyển chuyển, một diễn viên điện ảnh và thoại kịch đầy cảm xúc. Về đời tư, Duy Mỹ đã trải qua hai cuộc hôn nhân lớn trong cuộc đời mình. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là một câu chuyện tình yêu đẹp. Ông có bốn người con tính, Phương, Tân và Thảo. Họ là những minh chứng cho tình yêu nồng cháy và những năm tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, và cuộc hôn nhân đầu tiên của Duy Mỹ đã khép lại trong những bí ẩn chưa lời giải đáp, không ai biết lý do cả hai quyết định dừng lại là gì. Sau này, Duy Mỹ đã tìm thấy một tình yêu mới, một hạnh phúc mới bên chị Hồng, một vũ công tài năng của đoàn Maxim Lưu Hồng. Tình yêu này như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của ông, mang đến cho ông niềm vui và sự ấm áp. Họ đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ, chào đón một cô con gái xinh xắn. Cuộc hôn nhân thứ hai này đã mang đến cho Duy Mỹ những năm tháng cuối đời bình yên và hạnh phúc. Trong một ngày bất chợt, người ta bất ngờ trước thông tin ông đã ra đi mãi mãi vào năm 1995. Lý do ông ra đi là gì vẫn chưa có một lời giải đáp. Quý khán giả nghĩ sao về Duy Mỹ? Hãy để lại bình luận cùng chia sẻ với kênh nhé. Và đừng quên like share để đón xem thêm nhiều nghệ sĩ yêu thích. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại.